Xác luôn đi. Xác luôn. Qua cả nước rồi hả? Đây là sáng thì tô chiều đi tắm biển này nghe. Bây giờ khỏe không? Hả? Khỏe không? Cảm ơn. Tại vì cái nước kia mát. Xuống tắm biển nghe. Rồi. Có cái túi tôi đâu lạnh đâu. Trời ơi, rủ ba lạnh rồi bây giờ bắt chết mình nữa. Không lạnh đâu, lạnh đây. Rồi, tưởng đâu có ai mà cũng đông người thế. Phải biết đây ngày mai đủ bạc hết đi ha. Dạ. Phải biết đây ngày mai đủ bạc hết hết đi. Đi nữa. Hả? Tôi kiểu ra mà biển không có người. Thế sao nhớ là mùa lạnh đâu có người đâu, sau đây đông quá vậy. Chó là giống chó tôi hổ nè cô Minh. Dạ, đi bon đó. Nó mạnh lắm cô ơi. Nó ghi mình tại hổng lại đó đó. Đó. Mà cái này chó đực. Ôi mà không sao, bữa nay ta ăn mặc lịch sự, không có ăn mặc hở hang. Ta đi chỉ ta xuống ta thăm thôi. Chứ mùa hè ăn mặc hở hang kỳ lắm. Coi cái bình thùng ra mua một cái ngoài này. Mua cái nhà ở. Dạ. Yeah. Ôi, ít người không đến nổi. Nhưng mà trước mắt bây giờ có cái chỗ nào mà nó không đưa đại xuống rồi vào biển đi. Có gì hả? Gì đó. Grew up with that.
đi ít người đang mặc lịch sự tôi đi được đi không biết là không ai nghe nhưng mà mình kỳ mà bữa nay đang mặc lịch sự không có nó đổi cô không góc không mạnh mấy đi cái đẩy đi có gì tôi cản ta thiếu thiếu giải nè mấy cô dư giải mấy cô mặc 3-4 lớp áo coi ai thiếu giải cô xé cho ngượn miếng tôi coi để cho mặc cái mời ta thiếu giải ta mặc không đủ giải rồi mấy cô mặc thì mà 3-4 lớp áo luôn á nên ta thiếu giải ta phơi nắng kìa từ nơi nó thảo hoa của tôi mà ra đây mấy phút rồi 25 hả? Dạ. Tính mua cái nhà nào mà được cô? Cái nhà nghèo đó hả? Mấy nhà này nghèo quá. Nhà này không xứng đáng mua. Nghèo quá. Trời nó không bán quá. Để nó thổi ra kia đây. Nè trời ơi, biển ta thường ta mặc vậy còn mấy cô mặc cái gì vậy? Tôi coi thiếu coi ai thiếu giải xé cho ngượng miếng. Nè bán cái bán này cho bán nữa nè. Bán lạnh nó chút rồi bây giờ bà bệnh chết mình nữa. Đi sao? Đi xuống biển. Xuống biển tắm hả? Xuống biển không? Mà xin lên, bận ngồi trước thôi chị. Dài, hàng trước cái thấm cổ, cái cổ nó cao. Rồi bỏ tay lên, Không, nhưng mà không nó đổi, còn cái mùa mà 2 tháng nữa đó hen. Nó nghẹt con người ta luôn, không có chỗ luôn. Bây giờ không ai trên hết đỡ. Trời ơi, trời mất ra kìa đó. Chín mươi lăm tuổi đó quý vị, 95 tuổi rồi đó. Trời đất ơi, giờ trông bả như là đi. Đó, được rồi, đó, cái mặt có gió vô cổ luôn ta. Chịu chưa? Được chưa? Đó, mấy người đi bên Iran, Iraq á. Đó. Rồi nó chụp hình đi. Mấy hình nó chụp. Thầy xuống đi thầy. Ừ. Thầy biết sao không? Người ta mặc đồ, thầy cứ mặc đồ vậy thì vét cái quần lên thôi. Ừ. Thấy không? Thầy để cái này ở đây nè. Thầy muốn đem xuống hình đứng cái gì? Hả? Đi mấy con, đi. Bỏ dép ra, bỏ dép rồi bỏ vào dưới. Chân mấy con. Còn xuống đi giờ chị, em giao xuống đi. Bỏ rồi vậy. Bỏ đây không có sao hết rồi. Đây. Tôi bỏ đây được không? Được, không mình không con xuống đâu, con ngồi đi con sư bà chứ. Ừ. Không xuống đâu. Chị cũng xuống hả? Không. Không phải giờ tự nhiên.
Tôi cầm tôi đi con, tôi đi tới đây, tôi cầm quay tôi đi. Làm dữ không? Để ra, tôi xuống. Ra giống chó không tôi nuôi đó. Giờ thấy con nào giống chó mình nuôi thôi. Không, nó ghê vậy đó. Biết không ạ? Trời này mà ai đâu tắm được mới hay á. Lạnh quá rồi, lạnh đi. Hả? Thôi. Tao tưởng đâu mày đây nữa. Nó lạnh quá. Cái ông già chứ bộ tập tạ hả? Không, nó đâu có nói. Trời đó, tuyệt tuổi đó. Nhỏ Mỹ đứng sao nữa. Rồi.
Nó kêu, nó kêu, nó kêu tôi xin. Nó muốn nó theo thầy. Thầy nó muốn cái gậy của thầy á. Thôi nước thì nó lạnh quá, trời lạnh nè. Thì mới đâu ai xuống tắm nổi đâu. Chứ là đông người liền á. Vậy mà mình tưởng tượng cái xăng phăng ngày xưa mà cái anh chạy tàu quá. Dạ, nó trốn á. Dạ. Nó vượt ngột với cái hàng chi đó nè. Cười nè, cười nè. Vô nữa hả? Vô nữa, chạy nữa. Chứ thầy muốn đi đâu? Từ từ. Chụp đi, cứ chụp đi. Được không? Thấy nửa người cũng được. Được, không sao. Thấy bắt tay. Ờ, bắt tay kìa đó. Bắt tay. Ha. Được không? Được, chạy làm kỷ niệm mà. Hả? Dạ. Rồi, chúng về. Chúng về. Dạ, rồi. Rồi, thầy muốn đi đâu? Thôi rồi lên bàn ghế ngồi chơi đi. Ghế ngồi chơi. Cái nước này lạnh quá. Mình ngồi đây mình ăn cũng được thầy. Cũng được. Chứ, đâu mà ghế mình giờ. Ngồi, mình ngồi nó sẽ hơn. Không ngồi bái, bao. Ghế khi ngồi dầm người quá lại. Rồi, okay. Gió lạnh đó. Có lạnh hết. Tôi tưởng đâu là xuống biển nổi chứ. Ai là xuống sao lạnh, nổi. Lạnh lắm. Thầy muốn thầy tắm là chứ quá chắc là dám đâu. Thầy xuống thấy còn ốm gì sư cô luôn á. Một chữ một mình đó theo. Bà đứng đây nha. Để ok bây giờ chị quay lại mà quay lại mấy cái đường ráng thảo nó xấu nè. Không ở, ở đây đi chị đi xa nữa là nó dính đường ráng. Đây. Má.
ghê. Dành ghế, để người ta lấy. Đây nè, bên em có ai ngồi nè. Thôi, không ăn cà rem đâu. Gán lắm rồi. Nè. Ừ. Đây. Ngồi ăn mà hai bên. Đó bây giờ cỡ này ra được rồi, trời mua Phật xong mà bán ta cầm quá trời. Ừ. Mới xe đạp lên đạp gì kìa. Rồi hồi đó đạp mưa sẵn rồi. Mệt lắm. Phải có người đạp phụ, có mình em đạp, thấy thì chạy chụp hình. Con đạp thầy thì chạy. À 5 người đó, mấy cô đạp tôi chụp tôi quay cho tôi hết đạp. Muốn bướng không? Đạp cái gì? Đạp cái xe đạp đó đó. Mình phải tự đạp hả? Chứ còn gì nữa. Đạp. Một. Bỏ chân. Đi giờ bày hết ra ăn đi rồi còn không thì ăn mua cà rem. Mua cà rem ăn. Sao mà ra biển ngồi này yên bình thật mát, sự yên bình. Dạ. Mà có cái xuống biển nóng nó lạnh quá lạnh. Cái nước mà bây giờ mà ai mà có tội á đem đi phạt á, đem đi phạt bỏ cái nước này. Trước sau cũng già lâu, trước sau cũng chết hả thầy? Ừ. Lạnh quá chết chứ không gì hết. Nhưng mà bây giờ nè mình mới nghĩ là hồi xưa cái ông mà ông vượt ngục ở Săn Phăng á. Dạ dạ. Mới đặc biệt á. Lạnh vậy mà ông lội được vượt ngục á mới mình. Lạnh mà suốt cái giò tôi mà nó muốn đông á. Nó muốn già nó cứng nó tàu hết rồi. Đây, lấy là ăn thật. Cái mùa này ta ăn mặc lịch sự nè. Không có lộn xạo. Chống gậy đi đi. Còn nửa tiếng nữa. Chống gậy đi, gậy đi. Không đi không? Không có đi không? Ăn đi, ăn gì đi, đừng đi về. Về con. Ngày mai á mà cụ vô hút xuống vụ cụ nó đi ra biển ấm lắm. Mai mấy bà già cụ hấp với bà già đi ra biển ấm lắm. Ăn đi, ăn nó uống cho mất công cầm về nữa phải không? Dạ yeah. Ăn đi. Có gì ăn? Ơ kìa trời ơi một đàn ngựa. Ra ngựa kìa.
không? Coi mua nhà nào mua đi. Đâu phải không? Giống như gì, giống như bị mũi né ha. Mua đồ phộng ăn. Yeah.
Cái đó này tôi có 20 năm rồi đó. Sao mà đồ của thầy vậy, kỹ vậy, 20 năm có. Ấm không thầy? Ấm lắm. Được nghe lỗ tai á. Hết rồi. Theo người ta bị ai cũng nuôi chó hết trơn á. Năm tới á, mình rút kinh nghiệm các phần tử khỏe đó, qua là khoảng giữa tháng 4 trở lên. Dạ, tháng 4 nó ấm hơn. Ấm hơn chút. Mà mình đi chơi đi. Nhưng mà năm nay là cũng vậy cũng được rồi. Dạ. Mùa giữa tháng 4 là xuống nhảy xuống biển. Thấy nó chưa? 98 tuổi mới chết mà. 100 tuổi. 3 năm nữa. Nếu qua 3 năm nữa thì 13 năm nữa mới chết. 108, không có chuyện trăm. Trời ơi, con chó mà hả? Hải Long có thiệt đẹp á cô. Dạ trời, nó làm to chó tốn nhiều tiền lắm mấy thầy. Bớt được cái cho hết luôn. Cái kính thì đi về. You were there twice.
trời dày cái nước mà trai gái nó yêu nhau, nó về nó ôm cho nó tắm thì mới lạnh. Chứ còn ở mấy bà già cho cỡ tôi nhào xuống rồi nó đông liền á. Lạnh lắm, cái giò muốn chết. Chứ nó ai cũng tắm nổi đâu. Trong này mai cụ xuống là đưa cụ đi tắm biển cụ ơi. Ngày mai cụ xuống cụ chết cụ đem đồ tắm nha. Đem đồ tắm nha. Đây tao mong nổi bụng đây, nơi nó không có mặc bikini mà tôi đi ra tôi ăn mặc đàng hoàng lắm mà nó lạnh quá, rồi nhúng hai cái giò xuống là chịu không nổi rồi. Cố lên bữa nay đi đặng ngâm với đôi chân, nó lạnh nước. Quá nó lạnh cống chân tay. Thật ra cụ có cụ nhớ đem đồ tắm nha cụ, nhớ đem đồ tắm. Ai đó không biết hả, mở mắt ra coi vòng coi ai đây. Bà Quang đi không, kêu tên đằng ràng bà Quang, đăng ràng bà Quang. Mai lên mốt, lên mốt bà Quang lên mọi người. Mai đi à, mốt biệt à, mốt chứ thầy, mốt là thứ ba, mai thứ hai à. Dạ chơi dạ chơi, chơi, chơi. Bà nhớ tên bác rồi đó bà Quang. Rồi bác nghỉ nha, con đứng ngoài đường, ngoài đường giờ bác nghỉ dạ. Dạ dạ mô Phật, dạ bác nghỉ nha. Dạ dạ mô Phật. Hả? Bà muốn đi rồi, bà không ngồi chỗ, bà này hay đi lắm. Muốn đi nữa hả? Bà cũng đi, đi mà phải trả thêm tiền xe á, hết thôi đi về, đi đó về. Gió, gió bà muốn đi. Về, 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 về. Gió quá đi về. Nghe thấy không? Uống đi nước đi về. Uống đi nước, đỡ phải cầm. Đỡ phải cầm. Cầm, kinh đi. Uống nước. Ủa, còn cái má còn liền đi. Cắt kính này để nó đổ chết luôn. Cắt kính, cắt kính. Cắt kính á, cắt kính nó kính á. Cắt kính. Kính nào? Mai mà người nam nói với nhau mà khổ mình. Cắt kiến, cắt kiến. Ai biểu thì bắt nhau bắt chứ. Nó cắt kính được rồi còn lại cắt kiến nữa. Kiến. Rồi kiến nào. Chịu thấy. Mà uống không? Quên đâu, còn cái này cũng quên đâu. Này mắc hơn cái iPhone nhiều lắm. Đây rồi đó bạn. Cất cái này vô. Oh my god. Ráng ly nữa đi. Nó hết rồi rồi, chứ để chứ. Cắt kiến, cắt kiến. Oh my god. Không, ráng chút rồi cho nó hết, nghiệp luôn. Không hết nổ nữa thầy ơi, nhiều quá kìa.
mấy con cái gì đó ráng đi. Còn sao? Là mấy con nói chút dừng lại đi tiểu được, không mệt nữa. Sao? Đây đây con cầm cho rồi thầy uống đây đây. Nè đúng rồi đúng rồi. Thôi được rồi thầy uống đi con. Cực kính cực kính cực kính. Còn sao? Cầm chiếc nào là không có chiếc nào đâu chiếc thích. Thầy không nghe cái miệng. Thôi luôn rồi. Còn chẳng hả? Và còn như cô bé cô sao rồi đổ nó nè. Cái mạng cửa trong đó nó không có chạy. Mạng cửa nó giống cái đậu kê vậy đó. Dạ, nó cái mạng nó béo lắm. Không cái mọi người cất chút vậy mà nó nhẹ xe nhẹ cầm nó cái này nhẹ cầm nhẹ cầm lên tôi thấy mình đi giống vậy dắt cầm luôn ra cái bịch màu hồng hồng chụp hình nằm trong hình có cái picture màu hồng đúng là Việt Nam mình đi đâu cũng giống như cái vậy cái vậy trong đó cả lại cái vậy uống hết dùng cũng được, không cần phải dường, đừng có lo. Đó, dư đậu nữa. Cái này cái gì đây? Chén hả? Trời, dư đậu lắm này nè, hôm nay có gì nặng lắm đây nè. Ngược cái chuối nó đi. Ôi thôi, nó mô Phật, trời đất ơi, thôi thầy ơi. Rồi thôi, đi, goodbye. Goodbye. Đây. Có phụ trách gì không? Sao vậy sao? Để em để chứ. À, đúng rồi, nhưng mà thật cũng vậy. Không ơi, em để ra ngoài à. Chị em cũng để sát. Thôi, giờ đi về tụng kinh. Giờ đi xả stress đi là đủ rồi. Vậy là quyết định chơi với nhà là không mua nhà nào hết. Không mua thôi nha. Không hối hận nha. Cầm nước để nó đổ. Không bà nào chịu mua nhà nào ta phải không? Chơi cũ phải không? Chơi cũ phải không? Hilton mua không? Nam Cali, Bắc Cali rồi có mua không? Không. Không, đeo đeo đủ rồi. Sao không tiền kêu cho nữa đó. Đây. Yeah.
Đấy, mình có tắm rồi nó có thể là bullet bedroom nè, hay đồ được đó. Mà nó lạnh quá sao mà dám xuống ngồi. Không, nhưng mà thay đồ thôi, cô biết không? Không có tắm nhưng mà nó thay đồ mà nó lạnh quá sao mà ngồi xuống được mà ngồi. Ngồi xuống đông máu luôn á. Xin mời quý vị bất cứ tiểu bang nào muốn về Việt nhà biết hôm qua thì liên hệ với chúng tôi, sẵn sàng có cái chỗ cho quý vị nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Và từ nơi Thảo A một chúng tôi ra tới đây nó chỉ khoảng từ 15 tới 20 phút là tới biển đó. Quý vị cứ về bất cứ ở tiểu bang nào, đạo nào, tôi cũng sẵn sàng welcome hết. Miễn làm sao vui, quý trọng lẫn nhau thôi, tình người Việt Nam với nhau. Rồi xin chào quý vị nghe. Rồi về.